Action. Vâng, Văn Đình xin kính chào tất cả quý khán giả của Hợp Nhất Media. Xin chào anh Nguyễn Quốc Thắng. Và thưa với quý khán giả, hôm nay chúng tôi có mời anh Nguyễn Quốc Thắng, đại diện cho công ty TPL, đến nói chuyện về công ty điện TPL. Xin mời anh Nguyễn Quốc Thắng gửi lời chào đến quý khán giả. Dạ, cảm ơn Văn Đình. Dạ, em là Nguyễn Quốc Thắng, xin chào quý khán giả của Hợp Nhất Media. Cảm ơn em. Hôm nay anh Văn Đình mời em đến đây á, là để chúng ta nói về cái công ty điện TPL mà em là người đại diện. Yeah. Anh muốn hỏi em là cái công ty điện TPL này mình thành lập được bao lâu rồi? Cảm ơn anh. Công ty cũng thành lập được 16 năm nay rồi anh Văn Đình. 16 năm? Dạ. Yeah. Cũng lâu chứ ha. Em có thể, tại vì khi mà nói tới TPL á, thì ba chữ tắt. Ba cái chữ viết tắt em có thể cho biết T yeah. là gì, B là gì, L là gì không? Dạ, TPL là ý nghĩa là Texas Power and Lighting. Oh, yeah. Okay, Texas Power and Lighting. Yeah. Oh, good. Anh thì anh nghe cũng nhiều về công ty TPL và điển hình á là cộng đồng hiện nay cũng đang xài công ty TPL. Dạ, cảm ơn anh. Anh muốn biết là công ty TPL của em đó, nó có cái điểm nào đặc biệt hơn những công ty khác, em có thể giải thích. Thì thứ nhất á, thì công ty anh cũng biết rồi, trong vòng 16 năm nay á, nếu mà khách hàng gọi tới đó là thường thường có nhân viên bắt điện thoại lên phục vụ cho khách hàng liền. Không có phải cần chờ qua cái tổng đài hay là answer machine hay là bấm số 1, bấm số 2. Thường thường là mấy người Việt gọi vô là sẽ có người Việt trả lời liền. Oh, và phục vụ cho khách hàng, với lại cái giá điện rất là thấp. Giá điện thấp. Thí dụ anh đưa cái thí dụ, bây giờ anh đang xài một cái công ty nào đó mà anh thấy tự nhiên sau mấy tháng nay cái giá điện nó cao quá, nó cao hơn bình thường, thì anh thấy anh ngạc nhiên và anh gọi lại cho Thắng theo cái số phone là 713-552-0484. Anh hỏi Thắng vậy chứ Thắng có cách nào Thắng giúp cho chúng tôi được xài một cái giá điện nào mà nó vừa phải hơn cái giá điện mà chúng tôi đang xài hay không? Thì Thắng giải thích như thế nào, Thắng nói như thế nào để mà lấy cảm tình cái người mà họ gọi đến mình, họ có ý nghĩ đến mình, họ có tư tưởng gọi đến mình để họ mong họ được một cái gì đó nó đặc biệt hơn. Thì anh cũng biết là thứ nhất á, là cái thường thường anh mà không có hợp đồng điện đó là cái giá cả rất là cao. Và anh phải ký vô cái fix rate để cho họ giữ cái giá mà không có thay đổi được. Thường thường còn nhiều mấy khách mà đã nói không có hợp đồng đó thì cái giá cả họ chạc theo cái kiểu mà cái giá thị trường. Thì cái giá nó rất là cao anh. Giá nó cao. Yeah. Giữa cái công ty của em nó có cái điều gì khác giữa cái business và những cái hộ người dân bình thường họ xài, có khác giá hay là có cái gì đặc biệt? Dạ có, thường thường TPL đưa ra cái giá điện là cái giá fix rate nó rất là thấp cho các sở thương mại với lại tư gia. Thì cái giá điện anh biết rằng là công ty mua cái giá điện rồi hedge trước cái giống như là trả tiền trước cho cái hợp đồng mà khách hàng ký đó. Thì thường tụi em mua cái giá điện kiểu vậy thì mới được cái giá thấp. Mình sẽ bỏ tiền ra mình mua công ty lớn, phải mua điện của công ty lớn phải không? Dạ. Rồi mình mới được cái giá điện họ cho mình nó thấp, mình mới bán lại cho những cái hộ dân hoặc là cái business nó thấp hơn những công ty khác. Trong cái mùa bão tuyết vừa qua đó thì anh thấy là cúp điện rất là nhiều. Và cũng gây những cái xào xáo trong cộng đồng về vấn đề họ bàn tán rồi bill điện rồi này kia về, thì nó có gây trở ngại cho một số đồng hương, một số business họ rất e ngại khi mà nói đến cái giá điện. Thì theo em có thể giải thích tại sao và nguyên nhân nào nó đưa đẩy đến cái sự việc này không?
Thì anh Bình Định cũng biết rằng là cái chuyện xảy ra vừa rồi mà bị tiểu bang Texas mà bị đông đá đó, thì anh cũng biết rằng là nó không, cái chuyện này không ai muốn xảy ra hết á. Mà lúc đó thì cũng là một phần á là của thiên tai về mùa lạnh của Texas, mà trong vòng biết lâu lắm rồi mình mới bị cả trăm năm mới bị lại một lần. Rồi thì mới cái số xui nữa rằng là tiểu bang Texas của mình á, là cái trách nhiệm của họ là phải mua điện cho tiểu bang Texas bang. Dạ đúng rồi, mà họ thấy cái giá cả nó cao quá thì họ không có dám mua lúc đó. Mới là cái xui xẻ nữa là cái chuyện thiên tai nó xảy ra đó thì bất ngờ ra. Giờ thì thường thường mấy khách hàng mà không có hợp đồng á, là cái giá cả họ trả từ một, họ bắt đầu trả lên gấp 50 lần hay là 70-80 lần cũng có nữa. Thì nó nhiều mấy sai biệt cái con số. Dạ đúng rồi, nó khác nhau rất là nhiều. Cũng là lỗi của cái mistake, lỗi của cái nhóm mà trách nhiệm cho mua điện cho tiểu bang Texas này của mình. Thì lúc đó là họ không có nhiều chỗ, như cái giá cả họ trả cao quá đó. Thì bởi vì họ mới không phải chặt lại, như họ không có đủ tiền mà mua điện qua mấy chỗ khác. Thì nếu mà cái giá điện mà họ mua lúc đó, cái giá cả nó rất là cao. Họ không có đủ khả năng mà mua cái điện, bởi họ mới cố tình mà cúp điện cho nhiều chỗ để cho nó kiếp tiệm tiết kiệm điện lại đó. Dạ, để cho rồi. Họ khỏi phải trả cho công ty lớn. Dạ đúng rồi. Ý em nói là cái công ty của Texas mua điện mà họ có từ trước, họ mua một cái giá khác. Bây giờ đó cái mùa bão này đó bất ngờ, phải không? Đột ngột, họ không có chuẩn bị trước, hoàn toàn không chuẩn bị trước, cho nên bây giờ đó họ phải mua lại một cái giá điện cao hơn, cho nên họ mới tính lại với các hộ hay là business nó phải cao lên, up lên. Đấy, phải vậy không? Thì nếu mà khách hàng mà không có cái hợp đồng đó, là họ đi theo cái kiểu mà variable rate, là ý nghĩa là họ thay đổi mỗi tháng đó, thì sau này họ sẽ nhận bill rất là cao. Okay. Yeah. Okay. Theo anh thấy đó là thường thường đó công ty điện đó họ yêu cầu mình ký contract với họ. Dạ đúng rồi. Thường thường công ty của TPL là em khuyên khách hàng là ký hợp đồng là tốt nhất. Đưa cho cái giá mình xài bao nhiêu mình trả bấy nhiêu thôi. Anh nghĩ rằng nếu mà ký hợp đồng mà thí dụ như đến tháng 6 thì anh hết hợp đồng, ký từ tháng 1 đến tháng 6 thì hết hợp đồng, nhưng mà cái thời gian 6 tháng đó đến khi mà hết hợp đồng đó, anh không có chuẩn bị, anh không có chú ý, cho nên nó pass qua cái thời gian hết hợp đồng, nó pass qua nhiều tháng mà bill thì nó cứ lên up lên như vậy đó. Thì theo như công ty TBL có phương pháp nào để mà giải quyết, hay là gọi đến họ, hay là báo cho họ biết là ô ông bà ơi, ông bà anh chị gì đó đã hết hợp đồng rồi, có cần ký lại hay không, có làm điều đó không em? Dạ đúng anh. Thường thường nếu mà khách hàng mà gần hết hạn 2-3 tháng đó, là có nhân viên gọi tới, rồi đúng. Họ sẽ gửi thư tới cho khách hàng, báo cho khách hàng biết rằng là hợp đồng gần hết hạn rồi, khuyên khách hàng renew lại. Đó rất là tốt. Chứ anh thấy á, điển hình là trước đây á, thì bây giờ thì anh siêu thật ra bây giờ gia đình anh cũng xài TBL, nhưng mà trước đây đó điển hình là cộng đồng nè, và rất là nhiều tháng không biết điện nó lên tới 500-600 đồng một tháng. Thành ra khi mà gọi đến em đó, em mới nói là hết hợp đồng lâu rồi, thành ra lúc nào anh ký với em cũng được. Thành ra, lúc đó mới coi lại thì ra mình hết hợp đồng, mà giá tiền thì nó cứ lên, và bây giờ thì cái giá điện nó tương đối nó nhẹ nhàng hơn. Đó là cũng là một cái cách, phải không em? Cái cách mà để mình, nếu mà bên công ty em á mà theo dõi tới các contract của khách hàng á, mà sắp sửa hết hợp đồng mình gọi mình báo cho họ, thì điều đó rất là tốt, rất là tốt. Còn cái mấy cái bill điện đồ về đó, thì bên em có xài cái ngôn ngữ tiếng Việt không? Tiếng Việt thay vì xài ngôn ngữ tiếng Anh, thì nhiều người lớn tuổi
họ không có khả năng về Anh ngữ nhiều, họ đọc họ thấy chênh lệch cái này chênh lệch cái kia họ không hiểu, thì bên em có làm cái việc mà cái biêu điện bằng tiếng Việt cái đó thì em cũng hỏi ý kiến nhiều người. Thứ nhất rằng là mình bên đây là bên nước Mỹ, thì anh cũng biết rằng là cái biêu điện gửi về đó là mấy cái danh từ mà họ nói là mình xài bao nhiêu kilowatt. Yes. Rồi thì kế bên cạnh thì họ có cái số tiền, cái số, cái giá điện. Đúng. Cũng là số không thôi anh Minh Định. Chứ còn đâu nếu mà nói ra danh từ tiếng Việt với tiếng Mỹ thì cũng không có chính xác, không có gì mà khác nhau nhiều mấy. Cái quan trọng là cái số cái rate là bao nhiêu, rồi mình dùng bao nhiêu kilowatt. Ví dụ 1000 kilowatt thì quý vị nhân do cái giá điện mà công ty đưa ra, thì nó ra cái số tiền, nó rất là đơn giản, nó không có gì khó hết á. Bởi em khuyên, em mới nghĩ rằng là thôi, nếu mà gửi bill về cho khách hàng có tiếng Mỹ thì nó rất là đơn giản, chỉ có số thôi. 100 đồng hay 200 đồng thì là họ hiểu rất là rõ. Mà nếu mà cái bill của họ về 500 đồng là họ sẽ biết cái phân biệt khác nhau rất là nhiều. Thì em trong vòng 16 năm nay á, là em cũng có nhiều khách hàng họ rất là vui vẻ mà tin tưởng công ty. Rồi chúng em chỉ có khuyên khách hàng rằng là cái fixed rate là tốt nhất, chứ đừng đi cái chương trình khác. Tại rằng là nhiều người thì không có, họ xài điện họ không có để ý họ xài bao nhiêu đó. Thì kiểu mà anh Văn Định nói á, hợp đồng mà hết hạn rồi đó mà mình không để ý tới thì họ cứ tự nhiên là họ trả cái giá tiền như vậy mỗi tháng thôi. Giờ lúc mà họ gọi lên cho công ty TPL thì nhân viên mới giúp coi cái bill điện của họ, mới nói cho họ họ hết hạn rất là lâu rồi. Cái bill của quý vị đang trả chẳng hạn 500 đồng đi, thì bây giờ qua công ty TPL, cái giá điện mà TPL đưa ra đó là nó sẽ giữ cái đó cho cái hợp đồng, thì họ bớt xuống lại cũng gần 50% đó là mình đó. Bây giờ anh muốn hỏi em cái điều này nè. Cái này thì nói với khán giả thì nó cũng hơi kỳ. nhưng mà anh nghe nhiều nguồn dư luận, thành ra anh cũng muốn hỏi thẳng em luôn. Tại vì anh thấy trong quá khứ đó, em là con của một vị của cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa trước đây, rất là có tiếng tăm, đại khái vậy. Mà anh lại nghe là em đang hợp tác với một người ở trong nước, là một thành viên ở đâu ở trong nước đó. Điều đó có không em? Có hợp tác với ai không em? Em cũng không có, chưa bao giờ, em cũng không có biết cái, em mới nghe sau này. Mà tại rằng là sự thật, em thì ba em là đi lính bên Việt Nam. Lúc mà được thả ra tù thì hai cha con vượt biên qua Mỹ. Đúng. Hình như em qua đây năm nào? Năm 79 phải không? Năm 79, dạ. 79, 80 vậy đó. Dạ, anh có biết. Năm 79, 80 cũng quá lâu rồi. Dạ. Thì sau đó thì em không có, em chỉ có làm việc trong vòng 16 năm nay, em cũng không có biết cộng đồng nhiều mấy. Đúng, em mới sinh hoạt. Dạ, em không có biết nhiều mấy mà. Thì công ty TPL là chỉ có duy nhất là một công ty thôi, không bao giờ mà nhận tiền của bất cứ ai hết. Dạ. Cái đó là thực tế. Dạ, thực tế. Chứ còn đâu em thì đó anh cũng muốn để cái gì cho nó trong sáng và minh bạch, thành ra sẵn anh hỏi em luôn. Đó là anh cũng nghe những cái dư luận, họ nói rằng em cũng sau lưng em là một cái người họ có rất là nhiều tiền, họ bỏ cho em ở đâu trong nước đó, đại khái vậy. Bỏ cho em để em đứng ngủ chịu xào cái công ty thôi, thực tế tiền bạc là người khác đó. Thì anh cũng nghe như vậy, cho nên anh cũng muốn hỏi em, để sẵn đây thì em cũng có thể trình bày. Có nghĩa là cái công ty của em không qua một người nào hết, và tiền bạc đồ cái xây sở trong công ty là do em hết phải không? Dạ đúng rồi, nếu mà qua người khác mà cho tiền lúc đó em không thấy đồng nào là hơi buồn. Có nghĩa là có tiếng mà không có miếng. Có tiếng mà không có miếng, dạ đúng rồi. Ok, rất là vui được trao đổi với em một cách rất là thẳng thắn. Anh cũng muốn hỏi thẳng thắn nghe. Có những cái mà anh nghe thì anh cũng hỏi em vậy thôi. Ngoài ra thì em có thể em
giới thiệu thêm những cái điểm đặc biệt của cái công ty TPL. Nói về TPL thì ai cũng nói là anh Thắng, anh Nguyễn Quốc Thắng là giám đốc công ty. Nhưng mà ở đây thì em nói là anh chỉ đại diện thôi, đại diện ban điều hành của công ty thôi. Thì anh cũng nhận cái lời của em nói là em không có nhận lời giám đốc. Thì như vậy đó thì em có thể em giới thiệu những cái điểm đặc biệt khi mà khách hàng muốn hỏi về TPL. Anh có thể anh nói qua về những cái lợi ích của công ty TPL hơn là những cái công ty khác. Ở cái điểm nào và vì sao mà chúng ta nên xài điện TPL? Thưa anh Bình Định, em thì sống qua nước Mỹ này cũng từ nhỏ tới lớn. Em cũng chạy qua nhiều trường hợp kiểu mà gọi vô một cái công ty mà giữ phone rất là lâu. Và họ cho chờ khoảng nửa tiếng tới 1 tiếng cũng không chừng. Rồi còn đâu rằng là mấy cái chuyện mà khách hàng cần giải quyết chuyện đó là giữ điện thoại chờ rất là lâu, không có nhiều người mà trả lời cho mình liền. Thì em biết cái đau khổ đó rất là cái đó không có tốt cho ai cho hết. Cái người mà họ chờ. Dạ đúng rồi, thì nguyên cả đời của em là em hay chạy qua cái tình trạng vậy không à. Giờ còn thứ nhất, cái thứ hai nữa rằng là anh biết rằng là bị cúp điện. Bị cúp điện là một cái rất là đúng, rất là phiền phức. Phiền phức cho gia đình, mà cả gia đình, nhất là gia đình có con nhỏ nữa. Dạ đúng rồi. Rồi thường thí dụ mình quên trả bill hay là cứ cho mình kẹt tiền hay đâu không biết. Đúng. Mà cúp điện rồi lúc mà bật điện lên lại nó rất là lâu. Đúng. Rất, khi mở điện lại đó rất là lâu. Rồi cũng phải chạc tiền này chạc tiền kia nữa anh Văn Định biết không? Đó thì em mới biết cái thời gian của khách hàng là rất là quan trọng. Đúng, đúng. Trong vòng 16 năm nay á là anh Văn Định cũng biết rằng là khách hàng gọi tới là sẽ có nhân viên bắt điện thoại lên giúp người ta liền. Ok. Rồi còn đâu họ mà bị cúp điện lỡ như khi nào mà họ quên trả bill hay là nhiều người bị bão lụt hay là bị mấy cái thiên tai đó anh Văn Định. Rồi thì thời gian họ cũng không có bật điện lên thì sẽ có nhân viên giúp người ta mà mau mà bật điện lên cho người ta. Đúng. Hay là lỡ người ta mà cần trả bill đó, người ta gọi vô sẽ có nhân viên giúp họ đóng tiền bill liền cho họ luôn. Đúng, không có phạt một đồng nào hết đó quý vị. Đúng. Thì em mới thấy nhiều khách hàng họ rất là hài lòng. Mới lại là kiểu mà lúc nãy mình nói chuyện kiểu mà khi nào hợp đồng mà hết hạn là tụi em đó, always cái đó là thường mãi mãi báo người ta biết rằng là hợp đồng của quý vị gần hết hạn. Đúng. Khuyên renew lại để cho nếu mà hết hợp đồng rồi nó sẽ đi qua cái month to month. Đúng. Là cái giá cả nó rất là cao, em không bao giờ muốn cái chuyện nó xảy ra cho ai hết á. Đúng. Dạ thì anh cũng biết rằng là trong cái tiểu bang Texas này mình có quyền lợi lựa chọn hãng điện từ lúc năm 2001 lần. Đó là hồi đó không có nhiều người họ chuyển qua nhiều hãng điện tại vì họ cứ sợ rằng là lỡ nếu mà tôi ở hãng điện lớn á, thì cúp điện á, thì có công ty tới bật điện lên liền. Đúng. Thì có câu những người suy nghĩ vậy. Câu mà người ta nói thì giống như tiền nào của đó. Mình trả mắt thì mình được cái service cứ tốt. Cái câu đó không đúng đâu quý vị. Nó lại không đúng đối với công ty điện. Dạ đúng rồi. Điện á, thì mình biết là của vùng Houston á, là đa số là Center Point. Là Center họ Point. Lo dây điện hết cho vùng của mình. Còn bên Dallas á, là Encore. Nếu mà quý vị mà có chuyện gì mà bị cúp điện hay là bão lụt hay là bị mưa gì đó là mình gọi cho Center Point, chỉ có Center Point thôi. Giờ còn đâu mấy người mà bên Dallas đó, thì họ gọi qua Encore. Chứ mình không có gọi cho hãng điện, mình gọi cho hãng điện á, thì họ cũng kêu mình gọi cho Center Point hay là hãng điện nào đang cái TDU á, là ai phục vụ cái vùng đó thì mình gọi cho họ thôi. Chứ còn đâu mình không có gọi cho bị hãng điện mà nếu mình bị cúp điện hết á. Thì cái quan trọng á rằng là nhiều người đó họ trả cái giá rất là cao. Mới lại rằng là đa số người ta không có hợp đồng. Người ta cứ nghĩ rằng là
thôi cái giá điện của tôi trả lại như vậy thôi. Mà nếu mà lúc mà họ mà biết cái công ty TPL, công ty của em á, mà đưa cho họ cái giá cả, giờ lúc lúc đó họ mới tính toán, lúc mà nhận bill được được rồi đó, họ mới biết cái bill của họ trả rất là thấp. Mới lại rằng là anh biết là điện nó chuyển qua công ty khác, không có ai mà tới cắt đường dây của quý vị hết á, không có ai mà tới đó mà cúp điện một giây một phút nào hết á, là đi qua giấy tờ hết thôi quý vị. Quý vị chỉ gọi qua điện thoại, trong vòng 5 phút là sẽ có nhân viên đăng ký cho quý vị qua điện thoại. Rồi khi nào mà quý vị hợp đồng mà hết hạn á, thì họ sẽ Bao báo, không phải, họ sẽ bắt đầu ngày đó sẽ chuyển qua, không có bị cúp điện một giây một phút nào hết á. Em bảo đảm quý vị mà đi qua TPL, quý vị sẽ rất là hài lòng, tại cái giá điện rất là thấp. Cũng có nhiều công ty cũng chuyện cạnh tranh, cũng ra ngoài cũng muốn đưa cho họ cái giá mà bảo đảm không bao giờ mà dễ bằng của nó TPL. có nhiều cái để nó nâng lên ha. Dạ đúng rồi. Thì em cũng rất là cảm ơn khách hàng ủng hộ cho công ty suốt 16 năm qua, cũng là nhờ khách hàng TPM mới được ngày hôm nay. Tụi em cũng cố gắng mà phục vụ cho khách hàng, làm cho nó rất là nhanh để cho khách hàng không có tốn thì giờ gian của khách hàng vậy. Bây giờ còn một câu chót nữa anh muốn hỏi em nè. Bây giờ tôi gọi đến TPM, tôi gặp em ví dụ vậy, hoặc là nhân viên, tôi nói bây giờ tôi muốn xài điện TPM, thì cái chuyển đổi có cần tôi phải đến tại công ty để mà ký contract, hay là chỉ nói chuyện qua điện thoại, rồi sau đó được bao nhiêu lâu thì cái công ty TPL nó bắt đầu đó làm việc với lại nhà tôi hay là business của tôi? Và thứ nhất ấy, rằng là nếu mà anh mà không có hợp đồng đó, là tụi em chuyển anh qua trong vòng ngày hôm đó luôn. Mà Nếu mình kẹt hợp đồng, nếu kẹt nếu hợp mà anh đồng có thì hợp phải đồng đó, chờ. thì anh cho em biết ngày nào anh hợp đồng hết hạn, Ok. thì lúc đó sẽ nhân viên họ mới đăng ký, chẳng hạn cho ngày năm mà là anh hết hạn đi, là nhân viên sẽ cho anh đăng ký ngày hôm nay, và đến ngày năm tây Là là chuyển sẽ qua. chuyển qua. Chuyển qua, ok. Dạ chỉ có gọi qua điện thoại thôi, không có phải cần Tới đó, tới tới đó. tới Dạ công đúng rồi. ty, ok. Dạ Bây giờ thì chúng ta sắp kết thúc chương trình, thì bây giờ anh muốn em giới thiệu cái công ty của em, giới thiệu số điện thoại của em, hoặc là nói với đồng hương, nói với chủ các chủ business để mà họ cần họ gọi đến em và họ sign contract bằng điện thoại với em để mà bắt đầu có nguồn điện đến cho gia đình của họ, thì em có thể giới thiệu tất cả những cái gì mà công ty TPL đặc biệt hiện nay đang có và sẽ giúp được đồng hương những cái nguồn lợi gì, em cứ nói sau cái chương trình này. Dạ, cảm ơn anh. Thì các sở thương mại á, là thường thường nhiều người có hợp đồng, mà quý vị mà hợp đồng gần hết hạn trong vòng 6 tháng hay là 1 năm, quý vị gọi cho tới công ty CPL rồi cho tụi em Biết. cơ hội để cho cái quote, cho tham khảo cái giá cả. Đúng. Và nếu mà cái giá cả bên em thì nó rất là thấp, thì hy vọng quý khách hàng khán giả mà cho em cái cơ hội để cho phục vụ cho khách hàng. Giờ còn đâu nhà tư gia đó, là quý vị mà không có hợp đồng đó, thì quý vị cứ gọi cho tới công ty, sẽ có nhân viên họ sẽ giúp quý vị coi cái bill của quý vị đang trả cái giá bao nhiêu, hay là hợp đồng hết hạn hay là còn, rồi cho quý vị biết rằng là cái giá của công ty CPL bây giờ, để cho quý vị so sánh cái giá cả ra sao. Đúng. Rồi thì lúc đó thì mình mới Có nghĩa là dễ dàng nhất là những cái người mà đang hết hợp đồng với bất cứ công ty nào đó hoặc là sắp hết thì báo cho em biết, và cho có thể bên em cũng 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 tìm kiếm ở trong contract đó, biết là họ là còn 1 tháng nữa hay là nửa tháng nữa hay là 5 ngày 3 ngày gì đó, thì bắt đầu là họ ký từ bây giờ để mà chờ tới ngày đó thì chuyển điện qua.
đúng không? Dạ đúng rồi, thường thường trong cái bill của quý vị là nó có cái ngày hết hạn ở trong đó. Dạ nó sẽ báo cho mình biết bao giờ hợp đồng nó còn bao lâu nữa. Dạ thì dạ đúng rồi. Thì nếu mà quý vị mà không có biết coi cái bill của quý vị cứ gọi cho tới công ty TPL là sẽ có nhân viên. Gọi số phone mấy? Dạ số điện thoại là 713 552 0484. Rồi. Là sẽ có nhân viên giải thích cho quý vị cứ gửi cái bill tới cho họ coi. Và họ sẽ giải thích cho quý vị rằng là bao giờ hợp đồng hết hạn, với lại cái giá cả của quý vị đang trả bao nhiêu. Em thì cũng cũng cảm ơn trời rất là nhiều mà cho TPL cơ hội mà giúp cộng đồng. Tại sau này thì anh biết là ví dụ mà bị thiên tai vừa rồi đó, là sẽ có cũng em cũng biết cũng có nhiều hãng điện cũng bị đau khổ lắm, tại và họ phải đóng rất là nhiều tiền để cho trả cái bill tháng vừa rồi mà xảy ra cái bị đóng đá ở thành phố từ bang Texas của mình. Thì em chỉ có bảo đảm cho khách hàng biết rằng là TPL 16 năm nay cố gắng mà giúp rồi phục vụ cho khách hàng cho cái giá rất rất là thấp, xin cho chúng em cơ hội để phục vụ cho khách hàng sau này, mà em sẽ bảo đảm với khách hàng rằng là khách hàng sẽ không có bao giờ mà bị cái giá bill mà trả cao hết á. Cảm ơn Nguyễn Quốc Thắng rất là nhiều. Ngày hôm nay lần đầu tiên để tiếp xúc với Nguyễn Quốc Thắng, anh thành thật mà nói là rất là có cảm tình với Nguyễn Quốc Thắng. Qua những cái trình bày trong lúc mà nói chuyện trước khi vào chương trình đó, thì anh cũng thấy là Nguyễn Quốc Thắng có cái tâm hồn rất là đạo đức, có người rất là chú ý đến những cái công việc của cộng đồng, của đồng hương. Thì điều đó anh thấy rất là vui được tiếp xúc với Nguyễn Quốc Thắng. Và xin Nguyễn Quốc Thắng gửi đến quý thính giả một lần nữa số phone của Nguyễn Quốc Thắng, TPL số phone. Dạ, khách hàng, quý khách nếu mà cần tham khảo về điện, xin gọi cho số điện thoại là 713-552-0484. Rồi, cảm ơn Nguyễn Thắng rất nhiều. Dạ. Cảm ơn.